Ngày 9 tháng 7, Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Du lịch Văn hóa Chợ nổi Cái Răng. Dự lễ khai mạc có ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành và đông đảo du khách, người dân. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ghi nhận nỗ lực của Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng trong quá trình gìn giữ, bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng, đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về giá trị của văn hóa chợ nổi, quan tâm tạo sinh kế cho người dân trên chợ nổi, đẩy nhanh tiến độ các đề án và tạo điều kiện để thu hút đầu tư, tăng cường quản lý nhà nước về du lịch, quản lý chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá ngày hội văn hóa chợ nổi Cái Răng đến các địa phương và các doanh nghiệp để thu hút du khách đến Cần Thơ. Ngày hội là sự kiện thường niên của Cái Răng nhằm hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam 9 tháng 7, cũng là hoạt động thiết thực chào mừng 5 năm văn hóa chợ nổi Cái Răng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Ngày hội nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh văn hóa chợ nổi Cái Răng, tạo điểm nhấn cho du lịch Cái Răng nói riêng và Cần Thơ nói chung, đồng thời tạo sân chơi, kết nối tour tuyến, quảng bá du lịch, nông sản địa phương, mở rộng thị trường du khách. Ngày hội năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 đến 11 tháng 7, có 16 hoạt động, trong đó có hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện đề án bảo tồn và phát triển chợ nổi, biểu diễn đơn ca tài tử trên sông. Cùng ngày, các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, hoạt động thương mại của các gian hàng cũng đã diễn ra.